Hóng dưa si biết. Tình trạng phim của Dương Tử Thành Nghị. Nhật Ban đóng phim Tình Chị Em. Angelina Baby tụt dốc do ly hôn. Đặng Luân vẫn muốn trở lại. Đối với những người yêu thích xem tin tức hoa ngữ thì hầu như họ sẽ đều chú ý đến hàng loạt tin dưa, tin đồn xung quanh các ngôi sao và bộ phim do các blogger tung ra. Mặc dù đó đều là những tin tức chưa xác nhận nhưng vẫn được dân mạng từ Trung sang Việt chú ý, thậm chí còn trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn. Vậy hãy cùng chúng tôi xem những ngày gần đây trong showbiz hoa ngữ có tin dưa gì được quan tâm nhiều nhất nhé. Cảnh Điềm có bị ảnh hưởng vì vụ phạt kia hay không? Cảnh Điềm vừa bị phạt, vụ việc cũng rất ồn ào, nhưng chúng tôi cho rằng cô ấy không phải bia đỡ đạn cho sự kiện nóng đang diễn ra gần đây đâu. Trước khi có thông báo chính thức về việc bị phạt, phía Cảnh Điềm hoàn toàn không hề hay biết gì cả, nên cô ấy cũng mất cảnh giác. Vụ việc xảy ra quá nhanh nhưng may phía Cảnh Điềm đã xử lý khá ổn thỏa, nên những ảnh hưởng tiêu cực không nhiều. Cộng đồng mạng cũng chẳng bàn tán gì mấy. Cho nên dù Cảnh Điềm có bị phạt và cô ấy sai thật, nhưng cũng chưa đến mức rơi vào cảnh cấm sóng. Vì sao Lê Thi Thi không vào đoàn phim? Bởi vì bộ Hồi Yêu Tiểu Hồng Nương bị hoãn lại. Trước đó Hồi Yêu Tiểu Hồng Nương bị hoãn vài lần vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có cả nguyên nhân thiếu vốn đầu tư. Chúng tôi nghe nói phần trúc nghiệp của Lưu Thi Thi do Hồi Yêu Tiểu Hồng Nương sẽ khai máy muộn. Bên nền tảng và nhà sản xuất muốn để phần Nguyệt Hồng quay trước, vì thế nên lúc này cô ấy sẽ không vào đoàn phim. Ngoài ra thì Lưu Thi Thi có khả năng sẽ nhận Nất Niệm Quan Sơn, chúng ta cứ đợi xem sao. Nhiệt độ của Baby đi xuống là Johnny hơn. Ngày trước khi mà Angelina Baby còn có nhiệt độ ở mức cao nhất, nguyên nhân đến từ 3 điểm. Điểm đầu tiên chính là Running Man, đây là nơi bắt đầu và cũng giúp cô ấy từ tuyến 18 lên thẳng tuyến 1. Hiện tại nhiệt độ của Running Man không còn được như ngày trước, nên cô ấy muốn dựa vào cũng khó. Điểm thứ hai chính là chuyện tình cảm với Huỳnh Hiểu Minh. Bất kể là khi họ mặn nồng hay phai nhạt, nói chung tất cả các tin tức có liên quan đến họ đều được đem ra bàn tán. Nhưng nay hai người ly hôn nên chẳng còn chủ đề gì, nếu không lại giống như Đại S và Uông Tiểu Phi. Điểm thứ ba chính là những thị phi xung quanh việc cô ấy diễn kém, dùng thế thân không kinh nghiệm. Cái này thì giờ sao dùng được nữa khi mà Baby vì muốn thoát khỏi điểm này mà luôn cố gắng kinh nghiệm hơn, còn mời giáo viên đến dạy diễn xuất. Nói chung nhiệt độ của Baby đi xuống là vì nhiều nguyên nhân, không chỉ liên quan đến mỗi việc ly hôn đâu. Đặng Luân không từ bỏ việc quay trở lại showbiz. Gần đây Đặng Luân xuất hiện, bên cạnh còn có vệ sĩ và trợ lý đi cùng. Nhìn qua thì có thể thấy dù đã bị cấm sóng nhưng đoàn đội của Đặng Luân vẫn còn đó và anh ấy dường như vẫn coi mình là người của công chúng. Chỉ có điều dù Đặng Luân có làm gì đi chăng nữa thì khi đã bị cấm sóng cũng là lúc anh ấy không còn có cơ hội trở về showbiz được. Về sau công chúng muốn thấy Đặng Luân trên sóng truyền hình là điều hoàn toàn không thể. Mà cái hot search gần đây của anh ấy đến sớm từ ngày thứ hai cũng bay màu luôn rồi. Trầm Vụn Hương file của Dương Tử và Thành Nghị sắp chiếu rồi, chỉ còn đợi nền tảng quyết định nữa thôi. Dương Tử trong bộ này sẽ dùng giọng gốc, còn Thành Nghị tìm người lồng tiếng thay thế. Địch Đệ Nhật Ba đang đàm phán một bộ phim về tình chị em, đối tác là Vương Án Vũ. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.